Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một chương trình âm nhạc giàu tính nhân văn, Hát mãi ước mơ mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hát mãi ước mơ luôn hy vọng là có thể truyền tải được thông điệp cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn đến cùng quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chắc là quý vị khán giả cũng đã sẵn sàng và nôn nóng để gặp gỡ hai vị giám khảo xuyên suốt của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hà Trâm. Gần như là đã đi đến những số cuối cùng của chương trình rồi. Không biết là anh Thành và chị Trâm cảm xúc trong cái mùa 3 này như thế nào và cảm thấy là mình đã được những cái gì từ chương trình? Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi có mặt đến 3 mùa của chương trình. Và tôi cảm nhận được cái sức nóng của chương trình ngày càng lan tỏa. Có Hát mãi ước mơ thì đó là cái nơi mà mọi người cùng hướng cái trái tim của mình về. Và quan trọng hơn hết là cho anh chị em của chúng tôi có cái cơ hội được gặp gỡ những cái người khó khăn để chúng tôi giúp đỡ cho họ, chia sẻ cho họ, phấn chấn, vực dậy cái tinh thần của họ để họ thấy được rằng là đâu đó trong cuộc sống vẫn còn cái điều hạnh phúc và niềm tin. Trâm cũng như Thành, Trâm cũng rất là vinh dự và Trâm cảm thấy đây là một cái duyên rất là lớn để mình có thể được làm những cái gì mà mình muốn. Đặc biệt là cái việc mà làm thiện nguyện thì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội mà làm. Bởi vì bây giờ trong xã hội có nhiều cái hoàn cảnh mà chúng tôi không thể nào kiểm chứng được nó là thật hay là không thật. Nhưng ở đây chúng tôi có thể giúp trực tiếp được và động viên trực tiếp được, thì đó là một cái điều mà Trâm cảm thấy phải cảm ơn Hát mãi ước mơ vì cho Trâm ngồi đây. Em nói thật là em cũng vô cùng tự hào và vinh dự khi mà năm nay mình được là một trong những mảnh ghép nhỏ của chương trình Hát mãi ước mơ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự khi mời tới đây một vị giám khảo khá là đặc biệt. Anh ấy không phải là một ca sĩ, cũng không phải là một nghệ sĩ, mà là người đứng đằng sau hàng loạt các chương trình của HTV được yêu thích như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, và là người sáng tạo ra format của chương trình Hát mãi ước mơ. Đặc biệt là trong một năm trở lại đây thì anh là cái tên được hàng triệu các bạn khán giả yêu thích ẩm thực nè và yêu thích văn hóa Việt biết đến với một cái tên Quý ông sắc màu Colorman. Xin mời lên sân khấu anh Colorman Bủ Điền ạ. Sao mắc cỡ vậy? Mắc cỡ ở đây anh thấy hai giám khảo đáng kính Trấn Thành với lại Võ Hà Trâm, nên là anh rất trân. Dạ, kính chào toàn thể quý vị khán giả. Được biết là anh là người sáng tạo ra cái format của chương trình Hát mãi ước mơ, một cái chương trình mà vô cùng ý nghĩa. Thì không biết là mình lấy cái ý tưởng ban đầu từ đâu anh? Mình thì mình nghĩ vậy, nếu mà làm một cái chương trình hoàn toàn nhân văn á, ở góc độ nào đó thì người xem người ta dễ chán lắm. Đó thì nhưng mà làm thế nào để mình đưa được cả cái tính giải trí vào trong cái nhân văn và xã hội cộng đồng thì mình nghĩ mãi không ra chương trình nào cả. Cái đùng một cái hôm đi karaoke thì thật ra ý tưởng này xuất phát từ karaoke chứ không đâu xa lạ hết. Thật ra mình nghĩ cái tiếng hát á, âm nhạc nó là một cái sự cái gì nó đúng rồi, sự kết nối rất là tốt, và thật sự là tất cả các chương trình giải trí mà liên quan đến âm nhạc đều rất là người ta dễ xem. Và nếu như mình hát tặng cho một cái người nào đó không phải là người thân của mình, không phải là ruột thịt của mình, mà mình vẫn hát tặng bởi vì mình muốn giúp họ, tạo một cái điều kiện gì đó, làm một cầu nối để mình giúp đỡ họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, vượt qua áp lực cuộc sống. Đó là ý tưởng vì sao Hát mãi ước mơ ra đời. Em nghe đồn là mùa 2 cũng có mời anh mà anh bận lắm, không có tới tham gia được. Vậy sao tự nhiên mùa 3 này anh là chịu đồng ý tới đây tham gia vậy anh? Cái này em cũng muốn hỏi đó. Hồi nãy Trấn Thành có nói là chắc hy vọng là chương trình này sẽ lan tỏa rất là lâu, rất là dài, có thể là mãi mãi. Thì cái này có Trấn Thành, có Võ Hà Trâm, rồi có Sam, rồi cùng tất cả quý khán giả, thì mình nghĩ rằng là cái mùa thứ 3 này nó có phải là mùa cuối cùng luôn hay không? Và cái số này mình thu hình cũng có thể là cái số cuối cùng của cái Hát mãi ước mơ hay không? Lý do cũng rất đơn giản thôi, là vì làm cái gì nó cũng phải có kinh phí. Nhưng mà mùa này hầu như là nhà tài trợ vì lý do gì đó họ cũng khó khăn, thành ra là họ không thể theo được. Mặc dù là cái nhà tài trợ của hai mùa trước là rất là tâm huyết với chương trình này, nhưng mà cố gắng hết năm nay
Còn năm tới cũng chưa biết được. Mọi người cũng biết là nếu mà không có một cái ngân sách tài trợ từ các nhãn hàng thì để cover một phần chi phí của mình thì chương trình không thể tiếp tục được nữa. Thành ra là cái đó là cái lý do mà thứ ba. Và riêng Võ Hạ Trâm thì mê giọng ca cô này, cho nên nghe nói mùa này là mời được Võ Hạ Trâm nữa thì thôi ráng năn nỉ với biên tập, thôi nhét anh tập cuối đi. Cái tập mà cuối cùng thường người ta coi 12 tập đầu hay, rồi tập cuối dở người ta cũng không có chê trách gì mình. Nên thôi ráng vô ngồi kế hai thần tượng chút xíu. Dạ, đó là ba lý do. Tới đây là anh có một món quà gì tặng cho tụi em không anh? Nghe đồn là anh hát hay lắm. Tới là phải ca. Dạ thì đương nhiên rồi. Nói tóm lại là tham gia chương trình này thì có rất nhiều cái, nói chung là hồi hộp, lo lắng nhiều thứ. Nhưng mà cái nỗi lo lớn nhất là hát. Tại vì mình hát dở lắm. Mình không phải là mình hát ngẫu hứng, hát karaoke không à. Tự nhiên giờ đùng vô phải đi tập. Rồi tập rồi ráng luyện, cũng có một bài ruột. Đó là bài Anh Còn Nợ Em. Xin mời anh Clement Bửu Điền. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi nhàn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Còn nợ em chim về núi nhàn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Bài hát rất ngọt ngào mà anh Clement mới gửi, em thấy là các bạn khán giả ủng hộ quá trời luôn. Anh vội lắm anh. Rồi anh muốn lên nó ngồi, anh đứng đây anh cứ sừng sững, anh kỳ kỳ ngồi. Dạ rồi, mời anh về vị trí của mình ạ. Anh lủng củng quá. Dạ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 mang tên Ước Mơ.
Thưa quý vị, và câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một cậu bé mồ côi mẹ. Nhưng mà có tấm lòng hiếu học, cậu bé đã quyết tâm nuôi heo để có thể kiếm tiền trang trải học phí của mình. Và nhân vật ngày hôm nay đồng cảm với tâm lý của một người mẹ muốn đến đây để mang giọng hát của mình để giúp đỡ cho em. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Con không thích ăn vờ vạc, không có chơi game. Nếu có tiền thì con để dành lợi như thiếu thốn thì lái lo an. Hiếu nó ý thức được cái cuộc sống của nó cần cái gì và nó phải phấn đấu như thế nào. Giống như một cái người mà lớn rồi, đã hiểu biết rồi, đã già dặn rồi. Mình tên là Huỳnh Thị Thủy. Năm nay mình 38 tuổi, mình cũng đã có gia đình và hai con. 720 cm, sao con không để cm? Con định học aerobic không? Nhưng mình được học tiếng Anh. Được học tiếng Anh nữa, con có thích học tiếng Anh không? Lúc trước thì mình làm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An. Nghiệp vụ mình là chuyên ca hát. Rồi sau đó mình quyết định nghỉ ở nhà để phụ ông xã. Hiện tại thì mình đang quản lý cà phê sách. Những cái chương trình mà hát để mình quyên góp từ thiện, mình tham gia rất là nhiều. Có một lần thì chị gặp bé Hiếu. Từ đó thì thấy cái hoàn cảnh của bé Hiếu nó quá tội nghiệp. Hồi mới sinh ra thì cho không nhận, bỏ xứ đi. Mà hắn chắc còn bố bo tuổi chứ mấy, xa cà cạo dẫn qua lồ ở. Thì em thấy khó khăn thì em cũng đứng nhận về. Nếu là gửi về gửi trả mồ côi nhưng mà em đành không gửi đi được, thì em đứng nhận về em nuôi. Mình nghèo mình ai với em ăn nấy. Buổi sáng là 5 giờ con dài, con hay đi thể dục. Đến 5 rưỡi con về con quát nhò. Rồi anh cho con 10 nghìn ăn sáng để đi học. Có hồi con ăn 5.000, còn dư 5.000 đem về anh. Trưa 10 giờ con về mua rau để nấu đồ ăn. Cái tuổi thơ của Hiếu nó lớn lên nó không được đầy đủ. Nhưng mà Hiếu nó có một cái điểm nó quá thật thà. Cho nên là chị rất là thương. Cho con một con heo. Con heo con nuôi đã ra được ba lứa. Con đưa cho bà ngoại về nuôi để cho bà ngoại kiếm tiền ăn sống khỏe mạnh. Nuôi heo thì con thấy cũng cực, nhưng sau quan quan con thấy vui. Hiếu nó cũng trạc tuổi con mình, nhưng mà thấy Hiếu nó vậy cũng muốn chia sẻ cho nó. Nếu mà đủ duyên thì đem cái duyên lành đến cho bé Hiếu để nó có được số tiền ít nhiều gì đó có thể trang trải cuộc sống và nó có thể tiếp tục để học hành. Con ước mơ con làm giám đốc ký nhiều tiền để sau này giúp đỡ các bọn hoặc có hoàn cảnh giống con. Và tôi sẽ hát cho bé Hồ Minh Hiếu. Thank you.
thân nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tuổi thân còn khờ nó đôi biết nhớ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trăm lanh lùng những thắng đường tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào vui nhớ mẹ làm sao. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Cứ nghĩ là Nam Bộ miền Tây không à, mà Nam Bộ rất là chuẩn luôn. Thì thật sự cái luyến lấy của chị mình nghe mình cảm thấy nó rất là chuyên nghiệp. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở. Nói chung là quá xuất sắc. Dạ em cảm ơn anh Điền. Anh Xuyên thấy sao? Có lẽ là cái vòng đầu chị chưa có tự tin lắm nên chị hát nhỏ quá. Em hy vọng là chị sẽ bình tĩnh hơn để chị nâng cái âm lượng nó to hơn tí. Nhưng mà nhìn chung là giọng chị rất là đẹp, rất là có tình cảm, có xúc cảm, nghe nó rất là dễ cảm. Dạ. Em có một cái tí xíu này, góp ý tí xíu thôi về kỹ thuật đó, để cho mình hát nó thoải mái hơn đó, là khi mà chị hát á, chị thả lỏng cái phần khuôn miệng của mình, chị cứ hát thoải mái như là mình nói á, mình đừng có cố gồng nó lại. Khi mà mình gồng nó lại thì trên đây gồng thì cổ cũng gồng, mà cổ cũng gồng thì chị lên cao không được, mà cái tiếng, cái âm thanh đi ra cũng sẽ không đẹp. Cho nên là chị lưu ý cái điểm đó để mình khắc phục cho cái bài sau. Cảm ơn chị. Dạ, chị Thủy ngày hôm nay là đến đây để muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Hiếu đúng không chị? Con mời dì với lại bé lên sân khấu luôn nha dì. Bây giờ ở nhà là mình ở với ai? Dạ ở với anh với dì. Ở với anh với dì. Dạ. Thì bây giờ là anh đang là người đi làm chính đúng không? Dạ. Mình ở nhà mình cái tiền đó vừa lo tiền học cho con, là vừa lo tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình á. Thì có khi nào mà mình bị thiếu tiền không? Có bữa nào mà mình không có đồ ăn mình ăn không? Bữa không có tiền ăn mì tôm. Dạ, có hồi con đi ăn cái. Điều gì ở bé mà làm chị đồng cảm, chị thương bé như vậy ạ? Mình gặp Hiếu thì Hiếu nói là cô giống mẹ con. Mẹ con chết rồi. Thì cô cũng cùng tuổi với mẹ nên thấy Hiếu nó giống như một cái duyên gì đó với mình, mà mình thấy nó rất là thương. Rất là tội nghiệp tại vì không có cha, rồi mẹ thì mất sớm,
mà ở với một gia đình người chồng của dì với lại một đứa con trai thì bị thần kinh đó, không có lao động được, ngồi trong nhà vậy đó. Thì mà gánh nặng nữa hết trên dì và người anh trai. Bà ngoại nuôi cho một con heo nuôi, cố gắng đi học về kiếm rau, kiếm đồ cho nuôi con heo nó lớn để bán kiếm tiền mà đi học. Nghe cái cách mà cô con chia sẻ là thấy con là cái người sống đàng hoàng, tử tế. Thích cái câu con là làm giám đốc đừng giúp đỡ cho mấy đứa bạn giống như con, để đừng giống mình nữa, đúng không? Dạ. Con ước mơ con làm giám đốc kiếm nhiều tiền để sau này giúp đỡ cấp vật hoặc có hoàn cảnh giống con. Bây giờ chú Thành muốn con nuôi con thêm con heo đất. Trước tiên á, đó, mình cầm 3 triệu mình bỏ vô con heo. Cái mai mốt vài chục năm sau mình đập ra, cái con nuôi nấng cái giấc mơ trở thành giám đốc của mình nha. Chúc con thành công trong cuộc sống nha anh trai. Theo con thì con nghĩ là nuôi heo với lại đi học, cái nào nó đưa con lên cái ghế giám đốc lẹ hơn? Dạ đi học. À vậy ha, học cho giỏi là trước sau gì cũng làm giám đốc con. Dạ. Ha. Dạ cảm ơn gia đình, cảm ơn chị ạ. Rồi thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật. Anh ấy đến đây bởi vì muốn mang giọng hát của mình để giúp đỡ cho hai người cháu họ có thể tiếp tục việc học cũng như là thắp lên những mơ ước của các bé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện sau. Tôi là Quả Thị Yến, 56 tuổi. Công việc hàng ngày là tôi tráng bánh tráng, dân lúa nhân đồ lên xong xây bột và xong đầu khoảng 6 giờ rưỡi là đầu tráng, tráng 7 rưỡi, 8 giờ là bưng ra phơ. Không có nó thì mình tự bưng, nếu có nó bưng nó phụ là ngày đó thêm lên được nhiều một chút. Gỡ đồ rèn, chở đi có hầu, đi hốt một cưa, chở gì à, là cũng trong ngày vòng vòng cũng hết ngày luôn. Tháng khoảng 3 triệu, hầu ngày mạnh thì có 3 triệu mà lúc mà đeo là không có. Còn lúc còn mưa thì cũng có hầu nào gạt quá lên từ mấy cái quán hối nào xin mình rửa chén rửa bát rồi vậy mùa mưa. Ba của anh Hậu là ba nhỏ nhà kia bằng bác, anh Hậu kêu ba nhỏ là chú. Anh lâu lâu anh thanh thoáng tót đồ một đám dỗ rồi anh xuống thích nhăn ba nó rồi anh có khi cũng ở lại ăn cơm với mấy mẹ con. Cuộc sống của mình thì đi đánh nhạc ở phòng trà rồi đi làm nhạc đám cưới. Hồi nhỏ thì mình là bình thường, mình học hết lớp 6 đầu tiên nó phát là nó chảy mất sóng rồi nó mờ dần. Giải phẫu 3 lần nhưng mà không thành công nên là nó tối luôn. Khi mà chú Hưởng ưng thím Yến thì có được 2 cháu thì cũng khổ, rồi sau đó chú Hưởng mất đi thì một mình thím Yến thì càng khổ hơn, lo cho 2 cháu ăn học mà cũng phải vay mượn để cho 2 cháu nó học, tại thím Yến cũng có đau được đau khớp nữa cho nên là cũng giảm bớt công việc. Có làm thì gọi cho con học, mà nếu bữa nào mà đeo ốm thì thâu thì con nó điện gì là không có tiền đi mượn. Học tư là 1 tháng nó 600 ngàn tránh, còn tài là 1 tháng 2 triệu, có lúc có là gọi 2 triệu mà lúc không có là gọi 1 triệu rưỡi. Tự trong đó nó tự nó lo. Lúc trước đó là nó làm ở chỗ cái công viên giải trí của trẻ em á, ngầu nó xí quý chỗ đó, tối nó làm từ mấy 9-10 giờ gì á, được 40 gì đó. Tránh nó ước mơ học nấu ăn á, rồi anh nghe nói vậy mà cái cháo nó hư, anh mua cho cái cháo. Cứ nghĩ trong lòng mình à, cứ ngày đêm cứ cầu vậy, cầu Phật cho con có sức khỏe, con làm con nuôi 2 đứa con. Vậy chứ không có nói nó là mẹ hay làm nó mà cho con nghĩ. Chừng nào đùng xuống thì mình chừng đó là hay, giờ cũng
cứ còn thớ lúc nào mình lo lắm. Chú Hưởng mất đi thì Tím Yến cũng sức khỏe cũng không được tốt lắm. Rồi có thể sau này là sức khỏe Tím Yến nó sẽ yếu đi hơn. Nên là cũng mong là giúp được một phần nhỏ để góp sức với Tím Yến để lo cho hai cháu được một phần nào đó trong cái việc học hành của hai cháu. Thấy anh chân thành mà còn chân thật nữa, ca hay nữa chứ bộ. Mà anh Hậu ơi, bây giờ cái người mà anh ca cho đó, anh có thể mời họ lên sân khấu để cùng trò chuyện được không? Dạ. Có đi hôm nay thì có Thím Yến, xin mời Thím Yến lên sân khấu ạ. Dạ, mời cô ạ. Bây giờ cô bị sao mà đi khắp chuyện? Dạ, xin chào ban giám khảo. Dạ. Cái khúc nó bị thái hóa, nó mập gai, nó đâu, chứ không phải ngầu lông nữa đâu. Khi mê vậy rồi cứ lo làm kiếm tiền nuôi con, chứ cũng không có suy nghĩ đi bác sĩ. Cũng ráng cố gắng được làm nuôi con chứ, rồi chẳng lẽ mình cứ mình đỡ, mình chờ đợi người kia giúp mình lại giúp sao được. Bản thân mình đã nghèo khổ rồi, giờ mình đỡ con mình á, nó kiếm hẹp, nó kiếm chữ, kiếm đồ, xong là nó có làm được cái việc gì nó cũng có ít chút. À, con muốn hỏi cô xíu là hai em ở đi học ở xa đúng không cô? Nó ở xa. À, hai em ở đi học là có kiếm cái gì làm thêm không? Thằng nhỏ là nó cũng đi học mà cái gì nó phụ vào bánh tráng, còn thằng lớn nó vô trong đó, vô trong này là nó cũng làm thêm. Mà nó vô lắm, nó làm nó yếu lắm, nó làm cũng không có bao nhiêu. Mình cảm thấy là cái tình cảm của chị á dành cho con gái nó tuyệt vời lắm luôn. Cái thứ hai nữa là cái nghề, riêng cái nghề bánh tráng mà thủ công, bánh tráng và cái thu nhập của chị hàng ngày á. Ngày giá là được 15 kg. 15 kg. Một kg là 8.000 tiền công. Là được 120.000. Mình bỏ ra tiền tấu với tiền xây bột nữa hết 30.000 nữa.
là còn 90 ngàn. Nếu mà bữa nào mình phê mà làm răm ráng xíu là được 100, mà không nấu nữa là cỡ đó có lúc 70-80 cũng có. Mà sức phê mà lui rúi mà lỡ nó tăng huyết áp lên là ngày đó cũng có đồng nào, nhưng mà cũng bình thường, không ngày này cũng làm được, ngày sau mình làm cứ vậy, cứ đắp đấu qua ngày vậy cũng sao. Và bây giờ thì con tặng cô một món quà, và con hy vọng là cô dành cái số tiền này dành cho cô để cô đi chữa bệnh, cô đi khám bệnh, cô đừng có tích góp tiết kiệm. Ví dụ như mình thèm ăn cái gì, mình muốn mua cái gì, mình hãy sử dụng vô cái đó. Con muốn cô dành cái số tiền này cho riêng cô, được không cô? Dạ. Cảm ơn ca sĩ Võ Hà Trâm ạ. Thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với lòng nghị lực của những người phụ nữ. Cho dù là hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì họ cũng không bao giờ đầu hàng trước số phận. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau để hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật. Đấy, thì sao đang bán à, sáng rồi bán em bánh vừng xuống rồi đi bán đâu. Có hầu bán ít lắm, có hầu bán cũng có người mua, bán hay cùng lắm. 3 giờ dậy. 3 giờ dậy dọn đồ, nhẹ hành xúc xuống gỗ đồ xong lầu là 6 giờ đi. Thì cũng làm có sao nó vậy, khó khăn cũng làm, cũng có đủ tiêu rồi vậy, làm đâu ăn đó rồi vậy chứ đâu có phải đi dầu nhiều gì đâu, nhưng mà bánh nó vậy đó. Thực ra chị đi thay mặt cho hội thì đi cho rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà khi mà chị ra là thực ra chị thấy cái hoàn cảnh chị Hồng nó cũng có cái đặc biệt. Cuộc đời của chị thấy cũng rất là đáng thương. Có chồng thì chồng chết rồi, sau cái hồi xưa là chị cũng là người phụ nữ khỏe mạnh, sau đó là đi chợ cũng làm bánh hỏi nè, đi bán ở chợ là té 2 lần, là bị té ngã ra bên đầu mới bị chấn thương, rồi bây giờ là chị đi lại không có khó khăn. Có một đứa con gái á, thì có chồng thì cũng bị chồng bỏ, mà bây giờ có thêm bước nữa mà rất là khó khăn ở xa, cho nên bỏ cháu ngoại cho chị từ lúc còn rất là bé, mới mấy tháng à, ở với chị tới bây giờ. Cho nên là chị thấy như vậy là cái hoàn cảnh như vậy nó có cái gì đó nó đặc biệt, mà mình cũng là phụ nữ cho nên là chị cảm thông cái hoàn cảnh như vậy, chị cũng muốn giúp đỡ cho chị Hồng cái gì đó. Hay đến nhà thì chị Hồng chị bệnh tật á, chị ít có đi ra đường á, chị kiểu giống như chị cũng cô đơn á. Mỗi lần mà chị tới thì chị rất là vui, chị thích chia sẻ rồi tâm sự để chị em phụ nữ với nhau á. Cái con bé cháu ngoại chị vậy nó rất là dễ thương, 10 tuổi rồi lớp 4 nhưng mà nó có bé tí à, mà nó học rất là giỏi. Thi nhớ thi cho giỏi nha, thi cho giỏi rồi mới được thưởng nha, cô thi thưởng nha. Mà mỗi lần tới thì chị bé đó là chị hay tâm sự rồi khoe những thành tích của mình rồi vậy đó, giúp đỡ gạo với cho dầu với thịt dầu với cho cháu vài trăm giờ ăn tiêu vặt vãi à, cho nó vậy. Ông rồi cái gạo mà em cho đó chị dùng được không, ăn được không cái gạo đó? Dạ. Chị thấy là cuộc đời chị Hồng vậy, rồi tới đời con của chị, rồi bà cụ nữa, 4 đời trong nhà mà người nào cũng vất vả khổ ấy. Bây giờ chỉ còn lại là cái đứa cháu á, là chị thấy cái niềm hy vọng cuối cùng á, là nó cũng mong rằng là có một cơ hội nào đó để tạo điều kiện cho cháu á, nó học đến nơi đến chốn. Và cái nguyện vọng của chị là chị sẽ muốn hát để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Hồng, và cho cháu có một cái điều kiện tốt hơn để nó đi học. Lớn lên con làm cô giáo. Nó vậy là nó ước mơ của nó. Bà tôi
váy đục áo thâm, nón mê bè đậu quanh năm ngoài đồng. Như con cò trắng ven sông, hai vai gánh nặng lo chồng nuôi con. Đường làng còn mệt ngót son, ước mơ con cháu vẹn tròn giấc mơ. Yêu bè từ thơ ấu thơ, những ngày xưa ấy bây giờ đã quen. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cảm lắm kìa, giống như cái tình cảm mà em muốn gửi gắm cho cái hoàn cảnh mà em cho chỗ chị Hồng, mà gia đình chị Hồng em muốn giúp đỡ, nên anh cảm nhận được. Nhưng mà nói gì nói thì mình cũng cái tâm lý rồi ha, lần đầu đứng sân khấu thì anh hiểu, nên nó có một chút rồi là nó cũng chênh chênh nhẹ nhẹ, là nó cũng rớt rớt giống y anh cũng vậy ha. Mà về được nhà quan trọng, nhưng mà cuối cùng mình cũng về đến cuối cùng, quan về đến là, quan trọng là đáp được, đáp được. Em thấy chị hát cái bài nãy nó không có cái kiểu bài bản, mà nó rất là hát từ trái tim chị ra. Em ghi nhận cái điều đó, nên cái giọng hát nghe nó tha thiết, nó có tình cảm ha. Quan trọng là đừng run. Dạ. Cái bài hát thì như anh Điền với anh Thành cũng nói rồi, với cái tinh thần bài nó lạc quan, nó nhẹ nhàng, nó yêu đời, nó không cần gì phải gân guốc cả, mà nó nhẹ như một cơn gió để gió cuốn đi, và cái giọng của chị cũng như vậy. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,
Cái quan trọng không phải là cái bài hát này mà là cái câu chuyện chị mang tới với cái tinh thần sống trong đời sống để chia sẻ với nhau. Hồi nãy em thấy là trong đoạn clip vừa rồi đó là chị nói là cái chị Hồng này là ba đời là phụ nữ là đều khổ hết đúng không chị? Cuộc đời chị Hồng vậy rồi, tới đời con của chị, rồi bà cụ nữa. Bốn đời trong nhà mà người nào cũng vất vả, khổ hết. Bây giờ chỉ còn lại là cái đứa cháu á, là chị thấy cái niềm hy vọng cuối cùng. Mà thấy bên mình thương quá à. Ai cũng thương hết trơn á, sao chịu thương chịu khó dễ sợ. Cảm ơn chị rất là nhiều, mặc dù chị là một tình nguyện viên, chị đến đó chị thấy như vậy mà ngày hôm nay chị mang cái câu chuyện lên sân khấu, em nói thiệt. Hy vọng là chị sẽ hát thiệt là hay, mang về thiệt nhiều tiền cho gia đình của bà của chị Hồng nha. Rồi bác bao nhiêu tuổi năm nay rồi chị ha? Bác gái thì 85 mà bác trai thì đã 86 rồi. Hai bác là đã 80 mấy rồi, cái tuổi mà để phải nghỉ ngơi cho con cháu chăm sóc mà bây giờ còn phải chăm lại con, nuôi lại con nữa thì cái chi phí trong nhà cũng không có thể nào mà em nghĩ là không có kham nổi. Cho nên em phụ gia đình một chút. Chị giờ chị gửi giúp bác giúp em để bác trang trải trong gia đình cho nó đỡ vất vả một xíu chị ha. Dạ. Ủa, tình trạng sức khỏe của chị Hồng bây giờ sao chị? Dạ, chị Hồng thì rất là yếu. Chị vừa bị teo chân và còn bị thần kinh nữa. Nhưng mà chị vẫn làm, vẫn dạ, chị phụ trong nhà thôi, chứ không làm được nhiều nặng. Tiếc là không có nhân vật chị Hồng với lại gia đình ở đây ha. Nhưng mà chắc có lẽ là trong thời gian sớm nhất thì anh cũng sẽ tìm đến một chút xíu chia sẻ và đóng góp, để hy vọng rằng là gia đình có thêm động lực để chiến đấu vượt qua nghịch cảnh. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị Thi ngày hôm nay đã mang những ca từ rất đẹp đến với Hát Mãi Ước Mơ. Câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật. Anh ấy đến đây để mang tiếng hát của mình vì muốn giúp đỡ cho ba người cháu họ của bạn thân. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện qua đoạn clip sau. Mình tên là Lê Thành Trung, hiện tại thì ở Thuận An, Bình Dương. Công việc hiện tại thì làm y sĩ. Mình với anh Hào là chơi chung với nhau được khoảng 8 năm rồi. Lần đấy là tình cờ thì anh Hào có rủ về quê để dự cái đám giỗ nhà anh Hào. Là ở trong cái đám giỗ thì cũng có mấy bé sang đấy để ngồi ăn giỗ cùng. Anh Hào mới kể về cái câu chuyện gia đình của các bé ấy. Mẹ các bé mất. Rồi 2 năm sau thì cha cũng mất luôn. Ba anh là thứ hai, còn ba của bé Nhung là thứ sáu. Con nhà chú nhà bác. Ông nội bà nội thì nói chung là tuổi già, thì ông nội thì bị bệnh, tuổi đó cũng không làm gì được. Ruộng nương thì lao động rất là nặng. Ráng là họ có cháu nên học nhà mình được ba sào ruộng con, làm sắp xếp rồi hai chút rồi giải đi ra ruộng rồi thăm ruộng rồi giải rồi đâu hầu là đâu có ở đây đâu có làm gì đâu, có ruộng lúa không à. Ruộng á, bà gò thì bà làm, cuốc đồ thì bà làm, mà kiếc là bà kiếc không máu. Còn ông á thì ông bị bệnh, người nếu có tim, ông không có làm nệnh được. Làm nệnh là nó tức cái mạch quanh rồi. Có một cái sự đồng cảm với các bé là như thế này. Mình cũng trải qua cái cảnh đã bị mất mẹ rồi. Nhưng mà mình thì mất trong cái lúc mà mình đã trưởng thành rồi. Thì cũng buồn, cũng đau, nhưng mà nó sẽ không có thể mà so sánh với các bé được. Các bé còn rất là nhỏ. Con lớn thì lo, vợ lo chồng, mà sai con nó yêu nó bệnh, rồi nó chết, rồi bây giờ không chéo nữa. Con nó chết nó mới ôm bà nó gói, bà nuôi má thì nuôi được con của con, chứ đừng bán con tặng. Con bà nó chết rồi thì nó mất, bây giờ con bà nó chéo như con bà của sao. Cho nên bà nghĩ bà hứa là bà nuôi chừng nào hoặc thơ cuối cùng của bà đâu.
Cũng sau cái lần mà biết được hoàn cảnh của các bé như vậy thì về thì anh Hào mới nói là ở trên cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ ấy, thì nó chương trình nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì tham gia vào cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì để đi hát giúp các bé. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cho đi lùm quả ngọt rừng, cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cho đi lùm từng hạt thóc, cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng, đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian, hãy quên đi đôi chân cồng kềnh, cho đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Cảm ơn anh Trung nha. Anh Thành sao vậy? Bất lực. Kiều ghéo trong vô giọng. Gun quá phải không? Dạ, ru lắm ạ. Ru anh đấy. Giọng rất là lãng tử và hát là đúng tinh thần bài hát đấy. Bình tĩnh xíu rất là ngon rồi nhờ. Mà em không biết là anh này là cái đoạn đầu là anh vẫn đúng nhịp đúng không? Tự nhiên cái đoạn sau là bắt đầu là anh lơi đi luôn. Không sai, ôi ngày tháng đó. Có thể là một phần là cái màn hình đó nó có cái chạy chữ làm cho mình dễ bị phân tâm theo cái chữ. Và đúng là hát thì mình nghe phải nghe nhịp. Thôi thì giọng sao mình lấy lại. Không sao anh. Anh Trung với anh Hào chơi với nhau lâu chưa? Em với cả anh Hào là chơi với nhau được khoảng 8 năm rồi. Người thân của anh Hào ấy thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Các cháu của anh Hào thì mất cha và mất mẹ được khoảng 3 năm. Cái cuộc sống bây giờ thì các bé không có cái nguồn gì để mà tự lo cho cuộc sống hàng ngày và cái công việc ăn học cả. Thế thì em đăng ký chương trình này thì mục đích là sớm được cho các bé có một cái điểm tựa nào đó để các bé vượt qua cái khó khăn bây giờ. Để tiếp sức cho các bé đến có thể đến trường đúng không anh? Vâng, đúng ạ. Dạ. Và đến chương trình ngày hôm nay là có sự xuất hiện của ông cũng như là bé Thương. Ngày ông với lại bé nè. Thế là con thấy là ông ở nhà ông làm việc có mệt không? Dạ là ông làm việc mệt lắm. Thế con giúp ông cái điều gì? Dạ học về là hái rau với rửa chén, quét nhà, đồ phụ ông bà. Ừ. Dạ. Hả? Ba đứa tụi con có nhớ ba mẹ không? Dạ nhớ. Con nó chết nó mới ôm bà nó gói.
là lúc má chỉ nuôi được một con không con, chứ đừng báo con tặng. Mẹ mất là con học lớp 6, ba mất là học lớp 8. Thôi thì bây giờ hả, là ba tụi con phải nhớ là ba tụi con phải cố gắng học thật tốt nha. Tại vì khi mà tụi con học tốt á thì ba mẹ nhìn về sẽ cảm thấy rất là tự hào về tụi con. Tụi con nhớ nha. Cố gắng lên nha các con nha. Dạ. Gắng. Cái tiền mà để lo cho ba cháu á đi học hàng tháng là một mình ông với lại bà xoay sở hay là sao ạ? Ông cái phụ làm mấy sổ ruộng đó rồi mình ăn nhí rồi. Trong thời điểm mà ba má nó mất cũng có nhà từ trợ cũng cho một ít gạo rồi đấy, ăn rồi đó, cũng cho ít tiền hả, dành cháu ăn sách vở nó học. Một vụ mùa mà xong á, mình thu hoạch xong mình bán thì được bao nhiêu hả? Một vụ mùa xong lên này sao được 4 tạ thì được 3 sào tấn 2 á. Tấn 2 mình chiết lại một ít mình ăn, còn bán lại 2 phần, nên trả 3 triệu vậy. Mà 3 triệu đó là phải ăn trong bao lâu? Cũng 6 tháng hả? Là 3 triệu mấy xài 6 tháng hả? Thiệt hả? Thiệt á. Trời ơi. Thì nhín nhút rồi, mắm muối rồi vậy thôi. Còn lúa, cái gạo thì không có mua. Gạo thì có nhà để dành đó, chưa lại. Cho con phép ba con ủng hộ con Tạ nha. Dạ, phải gì? Con gửi ông để cho lo cho ba đứa nhỏ. Cũng thêm mệt ba xéo, cảm ơn nha. 6 tháng tiền ăn. Mình được 2 vụ mùa. Bà cháu cũng cảm ơn. Này mình được 5 vụ mùa đó. Dạ thôi, ba ông cháu tôi cũng có xin đôi lời cảm tạ. Để đó có chúng cháu nó tập sách trên trường. Dạ. Chúng bạn khác. Tôi xin dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn gia đình mình. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào mừng quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của ba thí sinh đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Thưa quý vị, đây là bốn thí sinh của ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số từ hệ thống dành cho họ. Xin mời bảng điểm. Điểm số dành cho bốn thí sinh ngày hôm nay ở vòng 1. Thủy 79, anh Hậu 80, chị Thi thì 79, còn anh Trung là 78. Như vậy là xin chúc mừng anh Minh Hậu đã có số điểm cao nhất ở vòng 1 này và anh sẽ giành được một quyền ưu tiên ở vòng sau. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 4 thí sinh trong một ít phút nữa ở vòng 2, vòng chinh phục. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 mang tên Chinh Phục. Thưa quý vị, ở vòng này thì anh Minh Hậu hồi nãy là có số điểm cao nhất, cho nên là anh giành được một quyền ưu tiên là sẽ lựa chọn người sẽ song ca với mình ở vòng này. Anh Minh Hậu ơi, anh định chọn ai song ca với mình vậy? Mình rất là muốn hát chung với tất cả ba anh chị, nhưng mà bây giờ là mình chọn thì mình sẽ chọn Thi hát song ca. Dạ. Chị Thi, dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì em xin mời hai đại diện của hai cặp ạ. Mình sẽ cùng bước lên chiếc bục và lựa chọn bài hát ngẫu nhiên. Em mời chị Thi ạ. Bài hát dành cho hai anh chị sẽ là Lối về sớm nhỏ. Lắm nha chị. Dạ. Để em mời chị Thủy với lại anh Trung ạ. Bài hát dành cho hai anh chị trong vòng 2. Sẽ là
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại hai cặp song ca của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Sau khi cả hai cặp đều may mắn chọn được những bài hát yêu thích và phù hợp với tông giọng của mình, cùng với những góp ý của ban giám khảo trước đó, cả bốn thí sinh đều cố gắng tập luyện để có phần thi tốt nhất. Chúng ta cùng chờ đợi phần thi của hai cặp thí sinh ngay sau đây. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tấm mái chín gửi ánh dâng mẹ hiền. Lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng già thêm ấm vui chiều ơi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già từ sáng thôi chờ mong. Hò cô lại bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thôn xóm để vui trong ngày mùa. Đường về thôn quyền chân bên nhánh lúa, đường về thôn quyền chân bên nhánh lúa. Phần trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tấm mái chín gửi anh dâng mẹ hiền. Lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng già thêm ấm vui chiều ơi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già từ sáng thôi chờ mong. Tiếng hò cô gái bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thôn xóm để vui trong ngày mùa. Đường về thôn quyền chân bên nhánh lúa, đường về thôn quyền chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn buồn vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó. Cưng quá trời, đáng yêu vô cùng, cả hai người đều tươi vui, hát đúng cái tinh thần bài hát luôn. Sáu hậu ca hơi thiệt thòi một tí, tại có mấy cái câu nó thấp quá đúng không? Nhưng mà cái quãng thì lại rất là thuận lợi cho chị bên đây.
là chị hát rất là nuột nà mà hát mềm mại lắm. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Nhưng mà đúng như Đấng Thành nói thì thật ra là có ở cái câu 2 cô thì nó xuống hơi trầm chút xíu cho nên là Hậu là bị mờ nghe không được. Còn đúng là phía bên chỗ Thi thì chị thôi. Thi. Giống như bài này là em bài ruột á, kiểu dạng dạng. Nói chung là hơi chút xíu cho đúng hơi thiệt thòi chút xíu. Cái phần trầm của anh á nó không có được tốt. Ở phần xuống phần trầm thì nó mất thôi. Nhưng mà nói chung thì chọn cái bài này em thấy nó cũng vừa vặn cho cả hai người. Dễ thương, bài tươi, vui, nhẹ nhàng. Em thấy là cặp của mình diễn dễ thương lắm và em rất là thích bài này. Dạ, cảm ơn anh chị. Dù sao mình cũng hoàn thành tốt cái phần thi rồi. Chúng ta đợi một chút xíu điểm số từ ban giám khảo nha. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngày chi sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do chẳng chứa bao tình, vì tương lai đã đổ dòng mồ hôi ơ hò. Ruộng đồng quê ta êm hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngày chi mưa nắng chỉ sao em cứ bâng đùa. Thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang ơ hò. Cá bạc đầy khoang đi màu da anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngày chi sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chẳng chừa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngày chi mưa nắng. Chỉ sao em cứ bận đùa, thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang ơ hò.
khoan đi màu xa ánh sáng hồng. Lúa vàng chiều bóng cho má hồng em tươi vượt biển dù mà muốn trùng mà băng qua anh chị ơi. Trời ơi, chúc mừng anh chị nha. Em ngồi ở trong mà em nghe mà nổi hết da gà luôn vậy á. Không biết là giám khảo thấy sao. Em không ngờ là chị, giọng chị hát bài này ngọt như vậy luôn á. Tại cái giọng đầu tiên em nghĩ giọng mình nó bị hạn chế về cái âm vực. Mà cái hay nữa là mình là người Quảng. Nhưng mà khi mà chị hát cái bài của Bắc Trung Bộ, nó cái hơi riêng của nó, thiên anh ra khơi, đó có mấy cái đó thì chị làm rất là hay, chị làm rất là ngọt. Đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng. Còn anh thì giọng cho cái bài này nam trung và nữ cao là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Mà anh thì tự nhiên đang ngon lành để rồi chỗ đó chật một cái nhịp thôi là lại đi một câu thì nó lại mất đi một cái câu đó, nó hơi uổng. Trên đoàn thuyền hai ô vui sóng xô, anh nhớ đồng hùng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Nhưng mà nói chung là wow, bài này quá hay. Anh qua cái bài này nó hợp giọng anh dễ sợ. Anh hát ra màu luôn chứ bộ. Trời ơi, ta đang ngon lành dành trọn tình yêu thương, tự nhiên gãy mất một câu tiếc gì đâu. Còn chị thì trời ơi, lợi hại lắm nha. Cái nốt đó mà lên đẹp, sáng, đầy đủ, dư xăng luôn. Lời hài là nó xóng, bài đó là nó xóng. Quá lời hài. Anh Clement. Đúng là cái bài này nó cho một cái cảm xúc đã lắm luôn. Riêng chỗ chị Thủy thì mình hơi ngạc nhiên là chị là ở xứ Quảng. Mà không hiểu tại sao khi mà chị hát cái bài Nam Bộ, nó rặc Nam Bộ. Rồi hai khi hát ngã sang Bắc Bộ, nó cũng rặc kiểu Bắc Bộ. Cái luyến lấy của chị mình cảm thấy mình nó giống không, mình không có phân biệt được luôn. Nên cái đó cũng là một cái mà tố chất mà mình nghĩ cũng hiếm có. Thế thì cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành cái bài này quá xuất sắc. Dạ. Với vốn giọng hát như là ngang tài ngang sức, lại một lần nữa phải làm khó ban giám khảo rồi. Xin mời quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của cặp song ca đầu tiên ạ. Xin mời bảng điểm từ hệ thống. Đầu tiên sẽ là số điểm của giám khảo Trấn Thành. Số điểm từ giám khảo Clement Bủ Điền. Chốt sổ xin mời giám khảo Võ Hà Trâm. Được mấy số giờ lại quay lại. Chị
Thủy 60, anh Hậu 55, chị Thi 56 và anh Trung là 55. Anh Minh Hậu cũng như là anh Thành Trung, chúng ta sẽ ra về với giải 3 trị giá là 8 triệu đồng. Dạ, em thay mặt cho chương trình gửi món quà từ chương trình đến hai anh ạ. Dạ. Tôi cũng có một cái món quà nhỏ, một phần quà trị giá 5 triệu đồng thì gửi tặng cho bạn Trung và bạn Hậu nha. Trung Hậu, cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Clement, cũng như chúc mừng hai anh và xin chúc mừng hai chị. Chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 3, vòng tỏa sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 3 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Tỏa Sáng. Thưa quý vị, với vòng 3 này chúng ta sẽ gặp gỡ là hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Và để xem họ sẽ mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ bài hát gì, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bye.
trong thu êm đềm, thả diều đã bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông tối bay ngày ấy tiếng tu gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Ngày mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà đầu thì cũng đã giống như là chị không có nghe được cái vào của cái bài hay sao á, chị không nghe được những cái đầu tăng, cái phách mạnh á để chị vào cho nó đúng, đúng không? Cái nhạc chị khó nghe, nó không có rõ ràng cái nhịp đó, cho nên là rất là khó cho Thi để mà Thi nghe. Mà xong rồi cái tinh thần mình nó cũng không có được ổn định á, xong rồi là quên. Quê hương tôi thơ đi qua đời tôi, làm quanh co sông thu êm đềm, thả diều đã bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông tối bay ngày ấy tiếng tu gọi thấy nhớ biết bao. Mà tiếc quá, mà thôi học tài thi phận thì chịu vậy. Còn chị Thủy thì cái bài đó nó khó, cái bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh nữa, mà nó cao thì thôi rồi luôn, mà chị vẫn làm rất là tốt, tròn trịa từ thấp tới cao, từ đầu tới cuối. Nên em chúc mừng chị. Thông cảm cho Thi, tại vì cái bài đó mới vô, cái đoạn đầu nó khó nghe lắm. Nên hôm nay Thi hơi uổng là Thi lựa cái bài này, nó hơi khó ngay cái đoạn đầu. Nhưng mà giọng Thi tình cảm lắm, dễ thương lắm. Còn riêng về chị Thủy thì biết nhả, biết nhấn, biết thu gọn, ngâm chữ đủ chín mùi bung nó ra. Rồi chị làm như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bữa nay yêu thương bất chấp rồi. Còn anh Colorman thì sao anh? Thôi thì những gì mà muốn nói thì chắc là chỗ Hà Trâm với lại Trấn Thành cũng nói hết rồi. Mình thì mình xin nói một chút xíu về cảm xúc của mình thôi. Thì mình nhìn thấy là cả hai chị á, mà luôn cả hai anh Trung với anh Hậu á, còn cái quyết tâm mình hát thật hay. Mình nhìn thấy trong đó là cả một cái tình cảm mình muốn gửi gắm. Thì cái đó là cái mà cái thuộc về cảm xúc mà mình cảm nhận được, rất là đáng quý. Cảm ơn hai chị. Xin mời bản điểm từ hệ thống. Đầu tiên sẽ là số điểm của giám khảo Trấn Thành dành cho chị Thủy. Dạ, mọi chuyện đã quá rõ.
yêu thương bất chấp, trọn vẹn. 20. Và số điểm dành cho chị Thi ạ. Chị Linh Thi. 9 điểm. Trời ơi. Xin mời giám khảo anh Clement ạ. Xin được gửi chị Thủy 20. Còn chị Linh Thi, mình xin gửi chị 18. Gánh nặng nằm trên đôi vai của giám khảo Phò Hà Trâm. Chị Thủy thì 20 thôi, chứ còn điểm nào cho được nữa bây giờ. Còn chị Thi, em đặng chị 19 điểm. Số điểm hiện tại chị Thủy là 60 và chị Thi là 56. Đây cũng chỉ mới là 60% số điểm từ ban giám khảo thôi. Chúng ta vẫn còn 40% nữa, phụ thuộc vào số lượt bình chọn của tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại đây. Xin mời các bạn hãy cầm điện thoại lên và truy cập vào trang web hatmaiucmo.dienquan.com. Và 30 giây bình chọn bắt đầu. Đã có sự thay đổi từ bảng điểm hệ thống. Vẫn rất sát nhau ạ. Và số điểm cuối cùng ngày hôm nay dành cho hai người chơi xuất sắc nhất. Chị Thủy. Và chị Thi là 97 ạ. Với số lượt bình chọn là chị Thủy 39 và chị Thi là 41 ạ. Như vậy là em xin chúc mừng chị Thủy đã đạt giải nhất ngày hôm nay với giải thưởng là 20 triệu đồng. Và cũng xin chúc mừng chị Thi, mình chỉ ít hơn chút xíu thôi mà mình đặt về cho mình giải nhì trị giá 14 triệu đồng. Xin mời giám khảo Trấn Thành và giám khảo Võ Hạ Trâm trao giải cho chị Thủy ạ. Xin mời giám khảo Clement. Mình cũng xin có em hai phần quà nhỏ nhỏ xin được gửi đến cho chị Hồng. Món quà của mình là 5 triệu đồng tiền mặt ha. Rồi xin gửi cho bé Hiếu 5 triệu đồng tiền mặt nha. Cảm ơn tấm lòng của anh Colomer rất nhiều ạ. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Hy vọng là chương trình sẽ lan tỏa được tinh thần cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn đến với mọi miền tổ quốc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau hai mùa phát sóng, Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một chương trình âm nhạc giàu tính nhân văn, Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Hát Mãi Ước Mơ đã quay trở lại và đó là một cái điều mà mọi người, những khán giả hâm mộ rất là mong chờ. Có Hát Mãi Ước Mơ thì đó là cái nơi mà mọi người cùng hướng cái trái tim của mình về. Để tiếp tục sứ mệnh chấp cánh ước mơ và xoa dịu phần nào nỗi đau về tinh thần cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Con hai con tuyệt vọng, con muốn đây giống như ba mẹ con, nhưng mà con nghĩ là lời mẹ con nói là cố gắng nuôi hơi em, không có tiền nên nó phải ra đi. Cuộc đời không công bằng với chị, quá nhiều điều bất công và quá nhiều cái nỗi đau mà một con người cơ bản phải nhận được. Em hãy biến cái khó khăn của mình thành sức mạnh. Cuộc đời nó luôn luôn sẽ có một ánh sáng ở phía cuối đường. Hát Mãi Ước Mơ đã trở thành cầu nối chia sẻ yêu thương, có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng và xã hội. Nếu mình giúp được em thì sau này em có điều kiện thì em sẽ có thể giúp đỡ lại những người khác, những người có hoàn cảnh khó khăn giống như em lúc bé. Tạo một cái điều kiện gì đó, làm một cầu nối để mình giúp đỡ họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn
vượt qua áp lực cuộc sống. Đó cũng chính là động lực vô cùng mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành với Hát Mãi Ước Mơ suốt 3 mùa vừa qua. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi lau khô đi những giọt nước mắt bằng lời ca, tiếng hát. Và lan tỏa những nụ cười lạc quan, ấm áp này. Phải nói là chương trình của mình quá là ý nghĩa, quá là nhân văn. Không những có những thí sinh đã đem lời ca tiếng hát của mình để thi, để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, mà chương trình của chúng ta còn gắn kết hạnh phúc, kết nối lại hạnh phúc cho mọi người nữa. Hát mãi ước mơ, cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Em ra gì đâu, anh đừng nói nữa. Anh chỉ có một người mẹ, cho dù mẹ anh có phải quấy thế nào, chúng ta cũng phải ráng tôn trọng mẹ chứ. Vậy chứ anh có mấy người vợ, mẹ đừng có nghĩ như vậy mà mẹ có xin lỗi mẹ. Có đi mẹ không đi ăn hả? Hôn nhân của mình, chồng của mình phải theo sự sắp xếp của mình. Trong đêm mộng lành vẫn hay về qua, hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình người.